đối với 13 người từng mắc COVID-19 nặng và nguy kịch ở Trung tâm Hồi sức Người bệnh COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, thì 13 tờ giấy ra viện được trao vào chiều ngày 6 tháng 9 là những tờ giấy hạnh phúc, bởi trong số 13 người này có người từng hôn mê nhiều ngày, có các bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, phải thở máy và viêm gan. Anh Nguyễn Hoàng Thái, trú tại thành phố Thủ Đức, xúc động cho biết: "Tôi đã từng nghĩ rằng mình không thể nào qua khỏi, nhất là lúc nằm bẹp trên giường, nhìn xung quanh thấy toàn máy móc và các ống thuốc. Sau nhiều ngày không cử động được, thì tôi cũng thoát khỏi cảnh mê man. Các y bác sĩ đã động viên và sốc lại tinh thần cho tôi. Vì điều này sẽ giúp hồi phục nhanh hơn. Từng ngày, từng giờ, các y bác sĩ và các tình nguyện viên chăm lo tất cả mọi thứ. Giờ được bình phục và hạnh phúc không gì bằng. Những bệnh nhân khác cùng phòng với tôi cũng đã khỏe lên nhiều nhờ sự chăm sóc, điều trị của các chuyên gia y tế giỏi với sự kết hợp của các máy móc hiện đại." Thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, trong lễ xuất viện có trường hợp bệnh nhân Hồ Văn Măng được khỏi bệnh, xuất viện như một điều thần kỳ. Bệnh nhân thuộc nhóm bệnh nhân rất nặng, nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường. Sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhân có đáp ứng với điều trị tốt, đã bỏ được máy thở, tự thở tốt và được xuất viện. Nói lời chân tình ngay trong ngày ra viện, bệnh nhân Hồ Văn Măng chia sẻ: "Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Y tế đã đầu tư thành lập trung tâm hồi sức hiện đại này. Cảm ơn tất cả y bác sĩ và chúc họ thật nhiều sức khỏe để chữa trị được thêm cho nhiều bệnh nhân được ra viện, sớm quay trở lại với cuộc sống thường ngày." Trung tâm hiện đang điều trị cho hơn 300 bệnh nhân nặng từ các bệnh viện dã chiến, bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. Đây là tuyến điều trị cao nhất. Mặc dù mới một tháng đi vào hoạt động, nhưng đã có hơn 200 bệnh nhân từ nặng và nguy kịch chuyển sang nhẹ, với khả năng hồi phục rất tốt. Trước đó, ngày 1 tháng 9, 7 bệnh nhân được điều trị tại trung tâm này cũng đã được xuất viện.